Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 23 tháng 5 năm 2024, xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày làm việc vui vẻ và đầy hiệu quả. Gia đình cũng giới thiệu với anh em Midland nay có rất là nhiều hàng đẹp và có một số hàng mới lạ, ví dụ như là kiểu bảo tiên và bát bảo tiên và mặt hàng của gia đình ngày hôm nay. Sau đây đi vào các mã. Và mặt hàng chồn là mã số 1, 250.000. Mã này rất đẹp anh em nhé, đến thân anh em xem đây ạ, lá ngắn và lá rất là dài. Anh em rất là nhiều người hay hỏi cái mã như thế này. Cây này thì được 1 2 3 4 5 cặp lá, cây này thì được 1 2 3 4 cũng 5 cặp lá và lá cũng rất là đẹp, lá dày và cứng. Cây này cũng vậy, 3 cây 250.000 đồng. Đấy, anh em nhanh tay chốt được những mã chồn hôm nay rất là đẹp. Mã số 2, đây vụ trước, vụ vừa rồi được 2 vòi hoa, hoa bắt đầu là già lắm rồi, ra quả. 1 cây 2, cây này cũng 2 vòi hoa này, đầy hoa này, bắt đầu tàn. 3 cây 200.000 đồng, đấy cây rất là to. 3 mã 3 này thì 2 cây thôi nhưng mà cây rất là to. Cây này được 1 2 3 4 cũng 5 cặp lá đấy. Cây này cũng vậy, nhưng mà cây to, ít cặp lá nhưng mà cây rất là to. 2 cây như này đấy, cũng 200.000 đồng, mã số 3. Và đây là mã số 4. Mã số 4 thì nhiều cây hơn. Đây, đếm thân cho anh em xem. 1 cây 2 3 4 5 6 7 2 cây này kẹp nhau này, 8 9 hàng rất là đẹp, là hàng hôm nay 9 cây. Và đây là mã số 5. Mã số 5 170.000 đồng, 3 cây. Cây đây ạ. 1 Lời hoa vẫn còn một chút đấy ạ. 2 Cây này rất đẹp. 3 170.000 đồng. Và đây là mã số 7. Không có mã số 6 đâu anh em nhé, mã số 7 luôn. Lúc đánh số mình nó bị sót. 1 cây 2 1 cây 3, 4 cặp lá đổ lên. 3 4 5 6 7 8 8 cây 170.000 đồng. Mã số 8 150.000 đồng. 1 cây 2 3 4 5 6 7 8 8 cây 150.000 đồng, mã số 8. Mã số 9 160.000 đồng. 1 2 3 4 cây này đẹp chưa? 5
6 7 8 9 10 cây. Mã số 9. Mã số 10 180.000 đồng. Một cây, cây này rất là đẹp, lá dày. Đây là ngắn đấy. 2. Cây này nữa. 3. Mã này hình như cây lá ngắn. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Mã số 10 180.000 đồng. Và đây là mã số 11 100.000 đồng. Cây bé hơn một chút. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 cây anh em nhé. 100.000 đồng ha. Bên đây là hàng treo ở phía bên này, cũng là một số hàng tam bảo sắc với là chồn. Đây là mã số 12 200.000 đồng, mã chồn. Mã này rất là đẹp. Đấy, treo ở đây cho anh em xem. Và chốt ở đây là cái mã này là rất nhiều cặp lá. Được 1 2 3 4 5 6 cặp lá. Cái này thì được 1 2 3 4 5 cặp lá, 6 cặp lá. Đấy. Cây rất là đẹp treo này. Đấy, anh em xem tổng thể của cái cây này. Hai cây với giá là 200.000 đồng. Ở đây cũng vậy. Đây này, hoa còn chưa nở hết đấy anh em ạ. Đấy, hoa rất là đẹp. Đấy. Ở đây là mã số 13 250.000 đồng. Mã này thì cây rất là đẹp, nhiều cặp lá hơn. Đây anh em xem ạ, cặp lá đây ạ. Một đống lá thế này. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 cặp lá đây anh em nhé. Đấy. Rất là nhiều lá thế này. Hai vòi hoa này. Cây này thì được 1 2 3 4 5 6 7. Cây phía trên thì được 7 cặp lá của hai vòi hoa. Đấy. Anh em nhé. Mã này có giá là 250.000 đồng, mã 13. Ở đây có mã 14. Mã 14 là hàng nguyên bản. Ở đây. Dân họ vừa cắt về. Được 1 2 3 4 5 6 7 cả to cả bé. Và cũng chỉ 100.000 đồng thôi anh em nhé. 100.000 đồng thôi. Và ở đây là đánh nhầm cái mã 12. Mã bên kia là 12. Nhưng mà phải sửa lại, đây là thành 12B anh em nhé. Mã bên là 12A, bên là 12B. Mã 12B là 200.000 đồng. Quay lại cho anh em. Và đây lại đi sang cái hàng tam bảo sắc. Tam bảo sắc ở đây có mã số 10. Và ở đây là mã 15. Mã 15 này là cái mã nguyên bản anh em nhé. Đấy. Rất là đẹp thế này. Một cây. Đây là dòng lá xếp là ngắn đấy ạ. Một cây. Hai. Ba. Cây này rất là to này. Tam bảo sắc mà như là kiểu quế. Trông rất là giống quế. Lá rộng và to, dày. Mã này là mã 15. 300.000 đồng anh em nhé. Ở đây là mã số 16. Mã số 16 thì với giá là 130.000 đồng thôi. Mã này là lá xếp rất đẹp này. Đây ạ. Lá rất dày. 1
hai quá trình vận chuyển lỗi dừng nó lỗi tự lỗi thôi chứ không phải là người làm lỗi à. Đây phần lá này lỗi này, ba cây 130.000 đồng, mã số 17 cũng 130.000 đồng. Đếm thân anh em kiểm tra 1 2 3 4 5 6 7 130.000 đồng. Và mã số 18 230.000 đồng. Mã này thì cả nguyên bản quả hàng rời và toàn lá ngắn, lá rụt. Đây là một thân này, này là nguyên bản này. Hai, đây anh em xem lá đẹp chưa? Ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, 9 10 10 cây. Mã này rất đẹp anh em nhé. 10 cây 230.000 đồng mã 18. Mã này rất đẹp. Và mã 19. Mã 19 thì có điểm thân cho anh em. Nó chỉ có 100.000 đồng thôi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thân 100.000 đồng mã 19. Và ở đây là mã 20. Mã 20 có 100.000 đồng. Mã này thì có 3 màu nguyên bản. Một đấy ạ. Cây rất là đẹp. Cây này, màu này có 2 cây. 2 3 màu này thì có 3 màu thế này. Mã này có 3 màu. 100.000 đồng thôi. Và mã số 21. Mã này thì có 3 loại lan ở đây. Cả tam bảo sắc, cả cửu bảo tiên, cả Vanda. Nên là tam bảo sắc ở đây ạ. Này nguyên bản anh em nhé. Tuy nhiên là cái mã này là lá lướt thôi. Đây. Hai mẫu. Và ở đây là Vanda. Cái Vanda rất đẹp. Lá xếp này. Và đây có một cây cửu bảo tiên. Đây cây cửu bảo tiên đây anh em nhé. Đấy, về anh em trồng cái dáng của nó là dáng đứng lên rất là đẹp. Đây cửu bảo tiên cái thân nó như thế này đấy ạ. Lá và thân rất là cứng. Đây là cũng đã cây đã già rồi, cũng đã ra hoa rồi anh em nhé. Và mã này có giá là 130.000 đồng thôi. Đấy. Mã số 22 cũng là tam bảo sắc anh em nhé. 100.000 đồng mã này. Mã này rất nhiều thân. 1 2 lá đẹp chưa? 3 4 5 6 cây 100.000 đồng mã số 22. Và mã số 23 cũng 100.000 đồng thôi. À một trăm xin lỗi 150.000 đồng mã số 23. Đây một cây đấy ạ. Lá xanh mướt này. 2 3 4 5 Ở đây một khóm cây nó cũng không được đẹp.
không tính cái loại đấy. 5 cây 150.000 đồng bao ship anh em nhé. Mã số 23. Ở đây có một loại lan khác trông rất là giống tam bảo sắc nhưng không phải tam bảo sắc đâu anh em nhé. Đấy, lá rất là xanh và xanh đậm, xanh thẫm rồi ạ. Đấy, và đặc biệt rễ là của nó rất là to. Đấy, rễ rất là to và thân của nó đây ạ. Và hoa thì vụ hoa vừa tàn. Đấy anh em xem cái cánh hoa rất là to. Đây hoa ta tàn rồi anh em nhé. Đấy, cánh hoa rất là to. Ở đây là người ta thường gọi cái loại này là bát bảo tiên. Đấy, bát bảo tiên, cánh hoa to và rất là thơm và bền. Ở vùng này thì cũng có cái loại kiểu bảo tiên với bát bảo tiên thi thoảng mới xuất hiện thôi chứ không xuất hiện nhiều anh em nhé. Đấy, bán rất là rẻ cho anh em về để làm giống nhưng rất ít là anh em có những loại này đâu. Loại này thường thường là người ta bán rất là đắt. Đây, ở đây cũng lẫn cả một cái thân kiểu bảo tiên ở đây ạ. Lẫn lộn cả thân kiểu bảo tiên ở đây. 150.000 đồng mã số 24. Và mã số 25 cũng vậy. 25 cũng là bát bảo tiên. Đây ạ. Anh em xem ạ. Thân nó xanh mướt thế này. Xanh thẫm thế này. Và lá rất là dày. Rồi dễ. 150.000 đồng mã số 25. Và ở đây là mã số 26. Mã số 26 này rất là đẹp này anh em. Đấy. Đây là tam bảo sắc thôi nhá. Lá ngắn rất là đẹp này. Đây ạ. Cây này thì được một mẹ một con. Cái bên này thì hàng rời thôi. Họ buộc vào thế này. Được 1, 2, 3, 4 cây. Rất là đẹp. 150.000 đồng mã số 26. Và mã số 27 là hàng Vanda nguyên bản. Có một mẹ một con. Ở đây con ở đây ạ. Đây anh em xem cái cặp lá đẹp chưa ạ. Hoa thì vừa tàn rồi. Đây là Vanda chanh anh em nhé. Một dòng hoa Vanda chanh này, dòng này hoa nó rất là thơm. Và bán với giá là chỉ 100.000 đồng thôi, cái mã nguyên bản này. Đấy. Và đây cũng là cái mã cuối cùng của gia đình. Xin chân thành cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian xem video. Anh em sẽ chốt được cái mã mình ưng ý và anh em ấn xin anh em ấn nút chia sẻ và đăng ký. Xin kính chào anh em.